chị yêu nha, chào mừng các chị quay trở lại với livestream của Xinxin Shop tối ngày hôm nay nha. Vào sau hàng Tết mấy chị rất nhiều váy đẹp luôn. Thích đồng hoa, đồng trơn hay là họa tiết gì đó cứ bình luận bên dưới cho em nha. Xong rồi em sẽ giới thiệu lần lượt từng mẫu cho các chị xem ha. Đầu tiên có cái váy ren này mới mấy chị, mà em mặc mã mới về, xinh lắm. Trời ơi cái form của nó nè. Ren xòe cho em hai lớp bên trong có lót nha. Đẹp xuất sắc cho em từ chất tới form luôn, ren mềm. Mã này cho em là ren mềm nha cả nhà, mã mới nha chị Ngân Phạm ơi. Đồng này đồng mới về đây là em tranh thủ em mặc trước cho các chị xem nè. Xuất sắc ha, đủ size luôn. Màu xanh đậm nha, không kén da đâu. Chị nào da trắng da ngâm gì cứ thoải mái. 40 cho tới 65 cân vừa đẹp cho em. Giá bao nhiêu đây? 369.000 cho một em váy thiết kế. 369k mẫu em đang mang luôn. Và ngoài ra thì em còn rất là nhiều váy sale chỉ từ 100 hơn thôi. Giá nào cũng có hết trơn á. Quan trọng mình đang kiếm cái mẫu như nào, rồi giá cỡ nào để em lên. Váy này thì mới về ha, cổ là cổ chéo nè. Em này thì tùy chỉnh được cái độ kính hở nha. Thích mặt kính thì mình đơm cao lên cho em. Thích kính thì mình đơm này cao lên, em đơm là nó vừa tầm của em thôi. Còn ai thích sexy thì mình hạ cái cổ sâu xuống cho em xíu. 1537 cho em mẫu này. Form dài chị 1m6 em mang là qua gối tới bắp chân nha. Rồi 369k mấy chị xuất sắc chưa? Đặt liền trên line giảm giá. Đồng hoa tầm 100 hơn có luôn. Trời ơi đầy chị ơi, rất là nhiều mẫu. Chuẩn bị em lên đầm sale nha. Váy màu này đi. Em có cái hoa tím này dễ thương nè. Trăm rưỡi gì thôi à. Rẻ lắm, để em mặc thử mình xem. Em mang là 1537. Váy ren mẫu mặc là 1537 nha cả nhà. Mẫu này thì 369, hàng mới luôn. Vừa về là em lên liền, đủ size các chị cứ lựa chọn. 40 cho tới 65 cân ha. Từ 40 tới 65 cân cho em đặt hàng. Đẹp chuẩn mẫu nha. Rồi, đầm satin nè. Mẫu này có 100 hơn thôi. Đây, giá nào cũng có cho các chị mình. Mã này cho em là váy suông. Em này là form đầm suông chữ A. Nó hơi suông suông như này thôi chứ không có xòe quá nha. Kèm một cái túi nhỏ phía trước. Màu đẹp không mấy chị? Sang không? Rồi, chốt đơn cho em mẫu này 1481. Khoan để em coi giá coi. 1481 cho em nha. 1481. Rồi, em này giá sale ngày hôm nay 159.000 ba size. 159.000 em có 3 size cho các chị lựa chọn, size L, size XL và size 2X. 159 là cả nhà, hàng thiết kế luôn. Dáng chữ A nha. Em này like cũ là 300 350. Like cũ 300 350. Hôm nay sale cho mình luôn 159.000, chơn khách hàng cho em tối hôm nay. Chia sẻ nha, nhớ chấm bài tương tác cho em nữa. Mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ đi. Lên trang cá nhân hoặc là lên trang các hội nhóm đều được luôn. Chị Sang lấy mã sản phẩm 1481 nha, sai mã rồi. Em mặc là 1481 suông nha, dáng suông, chất liệu satin, đầm trắng hả chị, có màu trắng nhưng mà hoa văn nha, chứ em không có trắng trơn. Em có trắng sơ mi hoa màu tím nè. Sơ mi trắng hoa tím đây. Em có cho mình là sơ mi trắng hoa tím này được không chị ơi? Còn cái trắng nào nữa không ta? Trắng hoa nhí cũng sơ mi luôn. Đây. Trắng hoa nhí cho mình nè, rồi em này trắng hoa tím to to hơn xíu nè. Đó, nó có hoa văn nha chị, chứ trắng trơn thì em không có đâu. Hoặc là beo trắng nha, beo trắng hôm nay lễ size. Đây, beo trắng. Beo trắng cổ vuông và beo trắng sơ mi. Đây là những cái mẫu có tông nền trắng của nhà em. Em mặc thì màu tím ạ. Màu em mặc là màu tím nha. Sale 159.000 thôi. 159.000 đồng cho em mẫu này. Mã sản phẩm 1481 nha cả nhà. 159 lên đơn chưa? Chấm bài tương tác cho em nè, để không bị ẩn comment nha. Ưng cái nào thì bình luận cho em ở phía dưới đi ha. Đồng này sale có 159.000 thôi đó. 99 có luôn. Hôm nay nhiều đồng sale lắm. Nếu mà 99 để em lên cái váy này cho mình xem. 99k đúng không? Rồi đợi em vài giây nha, em coi nó còn nhiêu cái em lên luôn. Ít quá thì em cầm ha, 1-2 cái thì em cầm. Rồi hết rồi, còn một cái. Cái này em còn một cái sale 99.000 nè, đang định mặc cho mình xem. Váy ren, một em đầm ren đuôi cá, đính cườm cho các chị mình nha. Body ren kim sa hộp lộ 99.000 cho mấy chị nè. Trời ơi, 350 giá cũ nha. Chết cho em đi, không đẹp không lấy tiền. Bao giá mấy chị luôn, bảo đảm không một nơi nào giá rẻ hơn. Cái này em bao giá toàn thị trường.
Giá bình thường em bán bộ này là 350 nha. Giá bình thường 350. Tối hôm nay còn đúng một đơn nữa thôi. Size này là size M. Em còn đúng một cái ren đen kim sa size M nha, dưới 50 cân, chốt luôn cho em là 99 ạ. Chị nào nhanh tay có đơn. Định mặc mà nó còn có một cái em cầm nha, 1506 cho em đi cả nhà. 1506 em còn đúng một cái size M xả luôn, 99.000. Chị nào mà chốt được em này là chúc mừng luôn. Giá cử 300 mấy đó, hôm nay là tri ân nha. Một đơn cuối cùng size M cho em cái váy ren ạ. Một đơn cuối cùng cho em size M dưới 50 cân vừa đẹp, 99k thôi, xinh lắm. Em ướm cho mình coi. Cái form của nó là body, cổ tròn, tay lỡ như thế này. Đó rồi, form nó cũng sẽ dài qua gối của em ha. 99k nha cả nhà, đúng một đơn nha. Thế rồi đó, còn có một cái cuối đó thôi. Chị nào nhanh tay có đơn cho em 99.000. Chị Yến Trần lấy váy tím là chị tím em mặc ha. Tím em mặc là 1481 nha cả nhà. Tím em mặc là 1481 rồi, nhanh tay cho em luôn. Tím em mặc là 1481 nha, mẫu này 159. 159.000 cho em mẫu đang mang, còn 3 size L, XL và 2X nha. Ok chị Vương Liên, tại em không có màu trắng, em chỉ có trắng hoa thôi. Nếu mà thích trắng thì em có cái trắng hoa dễ thương lắm. Nè, có cái trắng hoa này mặc xinh. À, cái beo này cũng đang sale nè cả nhà. Đây, để em lên cái beo này trước, xong rồi qua cái trắng sơ mi. Lên cái beo này trước đi, cái beo nó sắp hết rồi. Beo nó còn có mấy đơn cuối để em xả hàng luôn. Rồi, beo nha, beo trắng cổ vuông tay phồng, chất liệu là xốp thái. Mẫu này cũng có trăm hơn thôi. Em lẻ size rồi đó, hôm trước về là 3 màu. Cái kiểu này em về 3 màu đủ size luôn, mà hôm nay hết sạch vách. Hôm nay shop chỉ còn cho mình beo trắng cổ vuông nè. Hôm nay giảm bao nhiêu tiền ta, em còn size M thôi thì phải. Để em kiểm tra lại coi. 15, đúng rồi, 1507 cho em mẫu này nha. 1507. Em có cho cái chị mình là size M nha, hôm nay giảm giá luôn. Size M cho em mẫu này là dưới 50 cân và eo dưới 70. 1507 cho em size M đâu rồi? 1507 cho em size M. Chốt luôn hôm nay giá 159.000 luôn. Đó, bằng cái tím. Bằng cái tím cho mình dễ lựa luôn ha. 159.000 cho em eo dưới 70 vừa, form xinh ha. Đơn giản mà hàng ngày dễ thương lắm, không có dừa tuổi đâu. Mặc beo nhưng không sợ dừa tuổi, có túi nữa nha. May kèm hai túi hai bên nè. Rồi, chị Phạm Trang cho em số điện thoại nha. Chị ơi, xíu bên em gọi à, tư vấn size coi vừa không nha. Rồi, mẫu beo nè. Beo thì em nhiều lắm. Beo hôm nay có beo cổ vuông nè. Em có beo sơ mi hai mẫu beo nè. Cổ vuông cũng còn 2-3 mẫu gì đó, nhưng mà nó cứ lẻ size tùm lum hết. Đó, vừa cái nào chốt cái đó cho em. Hoặc là beo beo cổ tròn. Đó, tùy mình chọn ha. Đây, em mặc là cổ vuông tay phồng, váy xòe có túi nha. Dài cũng vừa ngang gối. 159.000 cho em cái form mấy chị xem. Xinh không? 159 vải xốp thái. Vải này nó dày dặn, không có bị mỏng, không cần lót luôn. Đây, một lớp cho em thôi, không có bị mỏng nha. 159k cho em mẫu đang mang nè, 159. Em còn cho mình là size M dưới 50 cân vừa nha. Size M dưới 50 cân vừa cho em chốt đơn, eo dưới 70 là vừa đẹp luôn. Mã sản phẩm 1507 cho em, 159.000. Đây, để em ghi giá dưới cho mình. 159.000 đồng. Đó, chốt đơn mã số cho em nha. 1507, 159.000 đồng. Size M cho em mẫu váy đang mang nha cả nhà. Rồi qua sơ mi nè. Chị nào thích màu trắng ha, em có cái sơ mi này hoa tím, nhìn nó dễ thương lắm, cái màu nó ngọt lắm. Chị nào thích hoa tím tím, hoa hồng hồng, đang xem cho em cái này. Cổ sơ mi luôn, đi làm mặc được cho em kiểu này lịch sự. Đi chơi đi làm gì cũng được. Beo em còn size M thôi chị Hoa Trần, không còn 2X nha. Beo chỉ còn size M. Rồi qua cổ sơ mi nè. Chị nào thích lịch sự kín đáo thì chọn sơ mi. Đi chơi được, đi làm cũng được, rất là tiện lợi luôn. Đây, sơ mi em mặc đây có mã số là 1470 nha. Đây, một em sơ mi nữa cho các chị mình. Váy xòe nha, sơ mi von hai lớp cho các chị mình luôn, có túi luôn. Em này von nổi nha, không phải von thường nha, von nổi cho em.
đó, cổ sơ mi nè, tay nè, form xòe, chỗ xuất sắc quá, có túi thịt hai bên luôn. Trong có lót chị, mẫu này sale nè, 1470 cho em đi. Để em coi coi nó còn mấy size đã. Sơ mi von hoa nổi 1470. 1470 rồi, size M còn 4 đơn mấy chị ơi. Em còn 4 size, trong đó size M sẽ hết trước tiên nha. Size M chỉ còn có 4 đơn cuối nữa thôi là chuẩn bị cháy size á. Chuẩn bị là thấy em giới thiệu nó còn có 3 size thôi á, em M sắp hết rồi. Lông cong hả chị? Ủa, lông cong còn mà ta? Lông cong đúng không? Em hồi trưa em mới mặc em nhớ nó còn mà. Đợi em xíu kiểm tra cho mình, đợi em mấy giây. Mỗi lần mà khách hỏi mà còn không là em sợ nha, sợ nó lẽ sai. Váy lông cong là 14 mà. Họa tiết lông cong đúng không? Còn họa tiết lông cong này chị đủ sai mà. Trời ơi hết hồn, em mới em nhớ hồi trưa mới kiểm tra còn đủ mà. Đâu không nghĩ hết lẹ vậy. Đây đủ sai. Váy lông cong này đúng không? Hay là chị hỏi cái sơ mi màu xanh lông cong. Cái này là họa tiết lông cong nha. Em váy phía sau là họa tiết lông cong. Em có cái này gọi là màu xanh lông cong nè, sơ mi tay đính ngọc. Đây tay đính ngọc màu này màu xanh lông cong, sơ mi trơn. Mã này thì còn hai size là XL với lại 2X, em còn đúng hai size thôi. Ai chị hỏi mẫu nào ạ? Đầm em mang là 1470, chỉ có một màu duy nhất thôi. Giá sẽ là bao nhiêu đây ta? 1470 cho em mẫu đang mang nha, sơ mi von. Còn 4 size nha các chị. 40 cho tới là 65 kênh, trong đó size M còn 4 đơn. 259. 259 ngàn like hôm nay luôn, có tuổi nha. Xin lắm, form xòe không kén chán đâu. Chị nào tròn người mặc được. Nè mình thấy em mặc lên form không? Tròn người nó vẫn che khuyết điểm mà. Đó có bụng là che bụng cho mình nè. Màu trắng ha, không kén da luôn. Hoa màu tím. Cổ nè, phối màu cho cái chị mình nè. Nhìn rất là nổi bật luôn. Đây hoa tím cho mình. 1470 chị Thanh Ngân nè. Đầm em mang còn size nào? Em còn 4 size. Đầm em mang còn 4 size. Nhưng mà size M chỉ còn có 4 cái thôi. Đó, chị nào size M thì chốt nha, em còn có 4 cái size M thôi là hết đó. M là dưới 50 cân đó cả nhà. M là dưới 50 cân, còn 4 đơn cuối, chị nào size M phải tranh thủ. Còn lại là L, XL, 2X thì có thể ngày mai mình mua vẫn được. Nhưng mà riêng cái size M qua ngày mai thì chưa chắc nha. Tại có 4 cái cuối cùng thôi à. Rồi chị Ánh Tuyết có đơn 1470 à, sơ mi. Sơ mi mẫu mặc là 1470, sale còn 259 ngàn. Tính ra là rẻ hơn một áo sơ mi hiện trường đang bán nữa. Đây nguyên cái đầm dài luôn mà có 200 mấy thôi, em may thành phẩm rồi nè. Bảo đảm luôn với chị ơi, giá rẻ cực kỳ, 259. 259 mã sản phẩm 1470. Cả hai luôn hả chị Thủy? Rồi hai cái màu lông cong đúng không? Đây, em sẽ mặc cho mình xem cái này nha. Cái này là váy họa tiết lông cong, còn cái kia là cái gọi đó là màu xanh lông cong. Đó, em sợ mình nhầm, thôi em giới thiệu luôn cả hai đi. Bây giờ em sẽ lên một cái váy họa tiết vừa lạ mà vừa sang nữa. Cái màu cũng rất là xinh luôn mấy chị, màu xanh nha. Tông màu cũng lạ nữa nè. Này, họa tiết lạ và tông màu cũng rất là lạ. Nhưng mà cái xanh này nó không có phải là quá tươi ha. Ở bên ngoài cái chị nhìn nó cũng rất là dịu mắt, không có bị quá lè loẹt. Kể cả trung niên hay trẻ tuổi gì thì em thấy mặc đều xinh. Đây, váy von, em này là von nha, mềm như nhung vậy đó. Cái mẫu von này mấy chị nên trải nghiệm cho em đi. Thiệt chị nào cũng nên có. Mặc êm lắm, mềm, mát, lên form thì nó xòe che dáng tốt. Nói chung không có điểm gì để mà chê hết. Đây, túi. May kèm hai túi hai bên, các chị coi form xinh không nè, form xòe nè. Trong có lót không mỏng nha. Bên trong em có kèm lót cho các chị mình nè. Đầm von hai lớp luôn. Màu xanh nè, đẹp không? Màu trắng da nha. Rồi em này 1493 nha cả nhà. Hôm nay sale 299 thôi. Nếu mà mẫu này mấy chị mà theo dõi shop em là biết mình được hơn 300. Riêng hôm nay shop giảm còn 299 ngàn cho mấy chị luôn. Đủ size, đủ size luôn nha. 40-65kg 2X thì mẫu này, nếu mà mẫu này thì là eo khoảng 84 chị luộc dịp. Size 2X nhà em nếu mà size chuẩn nha là 60-65 cân và eo dưới 84. Nhưng mà nó cũng có một số mẫu kiểu như là dạng suông rộng nè, hoặc là chất liệu nó co giãn nữa, thì có thể lên được tầm 86, eo 86-88 hoặc là 68-70 cân. Nó cũng tùy mẫu á. Em mặc thì size chuẩn. Cái mẫu xanh này là size chuẩn nha. 1493 mẫu em mang thì cứ đặt như bình thường thôi. Là 40-65 cân nha cả nhà là vừa ha. Eo 84 quay đầu cho em chốt.
299 thôi mấy chị coi xinh không? Xề dài luôn cho em hai lớp, bên trong có lót nha. Cổ tròn tay ngắn. Trời ơi cái chất này nó mướt lắm. Mặc vô là nó mát lạnh. Đầu tiên mặc vô là cảm giác được mát lạnh. Chất mướt mượt cho em luôn. Hàng chuẩn mẫu. Nhận hàng kiểm tra cho em. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em cả nhà. Trời ơi mỗi lần rồi chứ cái này là không muốn thay cho mấy khác luôn á. Chị Phương ơi, mẫu này của em là von nha, von hai lớp, bên trong có lót. Khóa sau nè. Đó, túi hai bên cho em nè. Y mẫu luôn, hai y chang không khác gì luôn. Nhận hàng kiểm tra nha. Khi mà mua váy nhà em á, cả nhà yên tâm là mình sẽ được gì ạ? Được tư vấn size trước khi giao và mình được kiểm hàng trước thanh toán. Tức là em giao đầm tới mình mở đâu mình xem được ha. Chưa cần trả tiền là vẫn cho kiểm tra. Mình nếu mà chị là khách mới á, mình cứ nói shipper cho kiểm tra. 1493 đây 299.000. Khách quen nhà em á hả, không cần kiểm tra luôn. Còn chị nào khách mới á, mình chưa tin tưởng lắm thì mình cứ kiểm tra cho nó yên tâm. 299k cho em mẫu này. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nè. Được tư vấn size trước. Lỡ nha, đã tư vấn rồi nhưng mà ví dụ như xui rủi đi không ai muốn là chật rộng em vẫn hỗ trợ đổi size nha. 40-65 cân chị ơi, 40-65 cân cứ chốt cho em. Mã là 1493, váy xè dài cho mình, dài tới bắp chân á. 1m60 em mang độ dài qua gối tới bắp chân nha. 299k mẫu này, 299k. Von nhung, em gọi là von nhung tại vì nó mềm lắm mấy chị, cái vải nó mềm như nhung luôn. 299.000 mã sản phẩm 1493. Xong chưa em qua mã nè. Em lên cái váy sơ mi trơn ha. Chị An Huỳnh đầm em mặc đẹp chị có rồi. Cảm ơn chị nha. Trời ơi cái họa tiết Long Công này siêu hiếm. Giờ chị nào thích mua thêm cái khác cũng có luôn. Đúng một mẫu họa tiết Long Công duy nhất thôi à. Em không còn cái Long Công mà màu khác đâu nha. Có một mẫu màu xanh đó thôi. Rồi cái váy này là màu à, xanh trơn cho cái chị mình ha. Em này cái tay đính cúc ngọc trai cũng dễ thương lắm. Tay sẽ may góp lên tạo kiểu rồi đính kèm cúc ngọc trai. Rồi sơ mi trơn. Mã này cũng hiếm luôn. Mẫu này cũng hiếm luôn tại vì em có đúng một mẫu sơ mi trơn là cái này thôi. Sơ mi thì nhiều. Nếu mà thích cổ sơ mi á, em còn có sơ mi bi nè, sơ mi bell nè, mắc xích nè, caro nè, rồi váy hoa ha. Còn riêng mà sơ mi mà trơn màu thì chỉ có duy nhất một mẫu em mặc là màu xanh thôi, hàng hiếm. Toàn là họa tiết không à. Chuyến này về toàn sơ mi họa tiết, có đúng một cái mẫu này là xanh trơn cho cái chị thôi. Mà lẽ sai rồi. Em này còn có hai size thôi. Cái tay này cái chị thấy không? Em sẽ may cái tay áo nó gấp lên như này, gấp sẵn luôn ha. Định hình cái đường chỉ ngang đây luôn. Mình mặc vô mình chỉnh xíu là nó đứng cái tay giống em liền. Trên vai có nhúng vòng nè. Rồi đính kèm cho em viên ngọc trai ngay tay áo, màu xanh quá đẹp luôn. 1, 4, 6, 8. Hai size cuối cùng cho em là XL với 2X. Mã này cho em là còn hai size. Thế rồi đó, em này không phải mới về, em này bán gần hết rồi. Mã này em về một đợt hàng rồi. Em về cách đây một đợt hàng rồi. Giờ nó đâu còn nhiều đâu. Và không may lại. Thường á, một mã số hoa văn em chỉ về có đúng một lần duy nhất thôi. Hết là hết luôn. Đợt đó mà hết hàng là hết luôn chứ không có may thêm. Cho nên chị nào mà thấy thích á thì mình chốt liền cho em cái lô này ha. 1, 4, 6, 8 cho em nè. Trời ơi rẻ nha. Tối hôm nay chị nào chốt đơn nha, bình thường 300 mấy đúng không? Hôm nay chốt cho em giá chỉ có bao nhiêu ạ? 249 sơ mi luôn. Đầm sơ mi luôn, dài qua gối hai lớp cho các chị mình, không có túi. Em này là xẻ trơn, không túi nha, có khóa. Hai lớp và khóa sau thôi. Đẹp không ở nhà coi form nè. Chuẩn mẫu không? 249. 249.000 đồng cho em đi làm đi tiệc đều được. Màu xanh này ở ngoài nó cũng không quá tối mà cũng không quá sáng. Cái xanh này em gọi nó là xanh Long Công nè. Nó không phải xanh rêu hay là xanh ngọc nha. Một cái tông xanh rất là lạ luôn. 249.000 đồng hai size cuối cùng cho cái chị mình đây. XL với lại 2X. 55-65 cân vừa cho em. Rồi chị nào ưng cho em mình chút đơn, em đứng cận cảnh cái chị xem. Cái chất liệu này là vải chiffon nha cả nhà. Em đang mặc đây chất liệu chiffon nha. Em đang mặc đây chất liệu chiffon nha cả nhà ơi. Em còn cho các chị mà số lượng tương đối là ít ha. Hai size cuối cùng là XL và 2X cho em ạ. 55-65 cân nha. Eo cũng eo chuẩn luôn, eo 84. Eo chuẩn cho em 84 quay đầu. Chị nào size lớn em qua mẫu khác. Size lớn ví dụ eo tầm 86-88 á. Đây đợi em xíu.
Em có cái sơ mi này, eo nó to hơn. Sơ mi màu xanh này nè, cái eo nó lên được 88 luôn mấy chị. Đây, tay dài. Chị nào size eo to, hai dáng mình hơi tròn, hơi đầy xíu thì mình xem thử cái sơ mi tay dài nè, tay đầm sơ mi bi tay dài này của em nè. Cái eo nó to. Cái váy này form may rộng cho mình nha, đồ em chút. Còn cái màu xanh trơn của em thì eo nó chỉ được 84 thôi, không hơn, không trường hao. Chiếc phông không co giãn nha. 1468 cho em nha cả nhà. Mã sản phẩm là 1468. Rồi bây giờ chị nào chưa có mình đặt đơn nha. Mã sản phẩm với số điện thoại. Và lưu ý là khi mà mua trên live thì ưu đãi nhiều hơn nha. Cũng em này. Cũng em này mà tại shop á, giá của nó bao nhiêu? 450. Sơ mi em mặc tại shop giá 450. Ngồi nhà xem live 299, ố 249 chứ. Tối nay sale 249 à. Và được nguyên cái đầm sơ mi còn rẻ hơn một cái áo sơ mi cái chị đang mua ngoài thị trường nữa mà. Rồi bây giờ qua cái bi tay dài. Chị nào thích tay dài không? Đa số đợt này em về tay ngắn với tay lỡ đúng không? Thích tay dài em cũng có được khoảng 1-2 mẫu thôi. Tay dài đợt này cũng hơi hiếm hàng nha. Đây, về tay dài cho các chị được mẫu bi này xinh nè. Em này chất liệu là von nha. Rồi, hàng hiếm nha cả nhà ơi. Có đúng một cái mẫu sơ mi tay dài mà size eo to cho mấy chị luôn á. Eo đầm này là eo 88 quay đầu luôn. Đó, chị nào mà thấy mà vừa size của mình thì mình chốt. Tại vì đâu phải cái nào cũng có size to đâu. Đầu like giờ mình thấy em mặc cũng quá trời mẫu rồi. Mà toàn là eo 84 đúng không? Đó đầm này eo 88 nè. Thấy cái nào mà có size mình là phải chốt đơn liền, phải chốt liền tay cho em chứ không phải cái nào cũng vừa. Nhiều khi nguyên một cái livestream mình thấy trời thích tới 4-5 mẫu mà chốt được có 1-2 mẫu thôi tại vì mấy cái khác không có size. Đó, không phải là cứ chốt là được đâu, em phải tư vấn size nữa, vừa em mới giao hàng. Nhận hàng kiểm tra chị Trâm ơi yên tâm nha. Rồi bây giờ trước tiên mình đặt mã đi cả nhà. Tay nè, tay dài nhúng thun em này là von. Sơ mi von cho em tay dài nhúng thun nha, 1-5. Mã váy này cho em là 1521. Đúng rồi, 1521 nha cả nhà ơi. Em mặc trên người là 1521. Rồi, tối nay giảm giá. Còn 2 size em sẽ giảm tri ân luôn. Còn 2 size em giảm lấy tri ân cho mấy chị luôn. Chốt đơn liền tay cho em nha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em nè. Mẫu này của em 1521 nha. 1521 chốt đơn. Bao nhiêu đây? 1521. Trời ơi, 259. Để em sửa giá luôn. Trời ơi, đang tính xem 299 đó. 259 ngàn luôn, chốt đơn liền. 259 ngàn cho em cả nhà ơi. Không đẹp, không lấy tiền luôn. Sơ mi von cho em, mẫu này có túi nè. Chị đã thấy có túi chọn này cho em nè. Von nha, đầm này von cho em 2 túi. Dáng váy dài cho em do qua gối á. 1m60 em mang là phủ gối nha cả nhà. Rồi tranh thủ lên đơn sớm giúp shop chưa. Em chào chị Thanh Nga nè. Mẫu đang mặc trên người em đây là 1521 nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người em đây là 1521 nha. Sơ mi von tay dài nhúng thun. Tay dài nhúng thun cho cái chị mình nè. Dễ thương lắm. Cái kiểu nó phồng phồng cái tay áo á. Giá chỉ có là 259.000 đồng, hai size cuối cùng cho em là XL và 2X. Hôm nay chị nào dưới khoảng tầm 60, 667 cân gì đó. Eo tối đa cho em là eo 88 nha. 1521 259 nha. Eo 88 quay đầu cho em mình chốt đơn luôn, mã sản phẩm cho em. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha cả nhà, nhanh tay có đơn. Nhanh tay có đơn, chọn tay là hết. Váy em mặc đây là 1521. 1521 kèm số điện thoại cho em, sale còn 259. 259.000 đồng, em còn hai size cuối cùng là XL và 2X đó. Đó, chị nào ưng thì chốt nha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nè. Nhớ chia sẻ nha mấy chị, điều kiện săn sale. Điều kiện săn sale thay vì mua tại shop hơn 400, mình ngồi ở nhà đặt hàng chốt có 200 mấy một đầm, 100 mấy đầm cũng có. Là nhớ cho em 3 lần chia sẻ nha. Không chia sẻ không có chốt đơn được đâu. Phao váy xòe cho em nè, dễ thương chưa? Sơ mi von 2 lớp luôn. Em này phải nói là bao chất.
Váy đẹp cho em từ form luôn mấy chị ơi, màu nè, màu này không có cánh da. 259 ngàn nha, mã này bình thường bao nhiêu? 350. Like cũ em bán 350, tối nay chốt đơn 259 ngàn luôn, quá đẹp. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em liền tay. Nhanh tay có đơn, chọn tay là hết mã hàng kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà.